Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 22 cho ý kiến và các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, phương ứng nhiệm vụ năm 2024, một số dự thảo nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13. Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Liên kết để phát triển du lịch Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 22 cho ý kiến vào các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, một số dự thảo nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo của tỉnh ủy, kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, 13 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách nội địa nằm trong top 8 tỉnh cao nhất cả nước. Giải ngân đầu tư công đứng thứ 7 trên 63 địa phương. Tỷ lệ và khối lượng giải ngân cao nhất từ năm 2016 đến nay. Lần đầu tiên, cả 3 chỉ số PCI, PAPI, PA Index và kinh tế số nằm trong top 10 cả nước. Thu hút đầu tư vượt xa mục tiêu kế hoạch năm. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024, gồm tăng trưởng từ 7,5 đến 8% và 4 đến 5%. Thu ngân sách phấn đấu đạt trên 30.000 tỷ đồng, thu hút 400 triệu đô la Mỹ vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI, giải quyết việc làm từ 16.000 đến 17.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,44%. Thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đến năm 2030, về phát triển bền vững đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá tác động của tình hình thế giới, khu vực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là đối với chỉ tiêu tăng trưởng, thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, tiếp tục đầu tư và dành nguồn lực thích đáng để triển khai giai đoạn 2, xây dựng các làng văn hóa kiểu mẫu và công nhận danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn làng văn hóa kiểu mẫu. Các huyện, thành phố dành nguồn lực đầu tư phát triển các làng văn hóa kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu lấp đầy các khu cụm công nghiệp hiện có, các đại biểu đề nghị trong dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy bám sát những nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số 23 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, làm rõ nội hàm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các khu công nghiệp, quan tâm đảm bảo đời sống công nhân lao động, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút xúc tiến đầu tư tại chỗ và nước ngoài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nghề cho lao động, tập trung thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh. Một số đại biểu đề nghị cần quan tâm phát triển kinh tế số, phát triển dịch vụ hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch, ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch dịch vụ. Đối với dự thảo nghị quyết về phát triển bền vững đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ý kiến đại biểu đề nghị cần xác định rõ nội hàm kinh tế đô thị, môi trường đô thị, chất lượng sống tại đô thị, giải pháp, nguồn lực thực hiện. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào các tờ trình của tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh một số điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự báo những khó khăn vướng mắc đặt ra, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng nỗ lực cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Chúng ta phải tập trung quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tăng cường năng lực phân tích dự báo, nắm chắc tình hình để kịp thời có giải pháp phù hợp, rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 về phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chỉ tiêu khó đạt, từ đó xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể có tính đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở mức cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, tập trung giải ngân hết số vốn đầu tư công trong năm 2024 nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, đối tượng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng và thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý tài sản công, ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2025, tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với các dự thảo nghị quyết trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ các vấn đề đặt ra, hoàn thiện đề án và báo cáo Tỉnh ủy. Đối với các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua các dự thảo và ủy quyền cho Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo. Trong đó, cần bám sát chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết Trung ương, xác định nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và có kế hoạch, lộ trình, thời gian, dự kiến nguồn lực khả thi để thực hiện. Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt văn bản mới của Trung ương về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nội dung của đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025, nội dung đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kịp thời quán triệt xây dựng báo cáo và kế hoạch tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Quán triệt sau hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định những nội dung được quán triệt triển khai tại hội nghị là những vấn đề lớn có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu dự thảo các quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy triển khai kế hoạch của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc triển khai tổng kết phải được thực hiện sớm, nghiêm túc và sâu sắc theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Sáng nay tại thị trấn Tam Đảo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Trung du Bắc Bộ năm 2023 gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ và Quảng Ninh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương Đoàn, sự phối hợp hỗ trợ của các tỉnh đoàn trong cụm đối với Vĩnh Phúc thời gian qua. Đồng thời mong muốn
thông qua hội nghị giao ban, các tỉnh đoàn trong cụm sẽ tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của mỗi địa phương vì mục tiêu lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế, vai trò của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn phát triển mới. Năm 2023, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh trong cụm Trung du Bắc Bộ đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, phát huy tốt vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo trong triển khai các chủ trương mới, nhiệm vụ khó của Trung ương đoàn và cấp ủy chính quyền giao với nhiều mô hình, giải pháp, cách làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện chủ đề công tác, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, các tỉnh đoàn trong cụm đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các phong trào, hoạt động của đoàn. Các chiến dịch tình nguyện được triển khai đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, hôm nay các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh. Chiều nay, ông Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Đảo đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tam Đảo. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tam Đảo được đại biểu thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đại diện cử tri huyện Tam Đảo nêu ý kiến trong các nghị quyết sẽ nêu ra tại kỳ họp sắp tới không có nghị quyết về công tác thủy lợi. Thực trạng hiện nay giá thủy lợi rất thấp, cần nâng mức giá. Việc phân cấp thủy lợi đã rõ, do vậy cần có nghị quyết để phân nguồn lực tài chính đảm bảo công tác vận hành thuận lợi. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tỉnh vào cuộc để tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, để nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên đất nông nghiệp. Cần huy động sự tham gia của doanh nghiệp, có các nhà máy chế biến, tiêu thụ nông sản để tránh tình trạng được mùa mất giá. Một số bất cập trong vận hành, quản lý khu thiết chế văn hóa thể thao, làng văn hóa kiểu mẫu, bất cập trong thụ hưởng chính sách hỗ trợ siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, chế độ của giáo viên mầm non còn thấp về cơ chế lương, phụ cấp công việc theo đặc thù. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ông Lê Tất Hiếu, tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, cùng các ông bà tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Phúc Yên đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố. Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023, cử tri thành phố Phúc Yên đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm giải quyết một số ý kiến kiến nghị như sớm có kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước thải tại Trung tâm Y tế Phúc Yên cơ sở 2, ở tổ dân phố số 1, phường Xuân Hòa, để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Cử tri xã Ngọc Thanh đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến đường 301 từ km 18+100 đến km 26+300 đèo Nhe Thanh Lộc và đầu tư nâng cấp tuyến đường Thanh Cao đi đèo Bụt Thái Nguyên đã xuống cấp nghiêm trọng để thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội của nhân dân xã Ngọc Thanh và các vùng lân cận. Cử tri phường Tiền Châu đề nghị cần xử lý khắc phục một số bất cập tại đường quốc lộ 38B như kết nối giao thông chưa đồng bộ, điểm đầu nối trục chính chưa có đèn giao thông, hệ thống biển báo chưa đầy đủ, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ quan đô thị. Đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ông Trần Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Xuyên đã tiếp xúc với cử tri 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Xuyên được thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Bình Xuyên, cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng và đánh giá cao kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua. Cử tri xã Sơn Lôi kiến nghị tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp không canh tác, không sản xuất được do ảnh hưởng từ dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh.
đồng thời nghiên cứu có phương án thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp khó canh tác nằm xen kẹp giữa dự án Logistics ICD Vĩnh Phúc và khu công nghiệp Sơn Lôi. Cử tri thị trấn Hương Canh đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tổ dân phố Chợ Cánh. Cử tri thị trấn Đạo Đức đề nghị nâng cấp sửa chữa quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Đạo Đức đã xuống cấp. Cử tri thị trấn Thanh Lãng đề nghị được điều chỉnh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dựa trên căn cứ theo từng vị trí, diện tích khác nhau. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chiều nay tại huyện Vĩnh Tường, ông Trần Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường đã có buổi tiếp xúc cử tri 16 xã, thị trấn khu vực phía Nam huyện Vĩnh Tường. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, dự kiến những nội dung chương trình của kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kết quả giám sát kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Tường. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là những chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân. Đồng thời, kiến nghị tới đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số nội dung. Cử tri xã An Tường kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét xây dựng cụm công nghiệp làng nghề mộc Bích Chu theo cơ chế đặc thù, đưa làng nghề mộc ra khỏi khu dân cư, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri xã Tân Phú mong muốn các cấp, các ngành quan tâm cải tạo hệ thống mương tiêu liên xã Tân Phú, Lũng Hòa, hệ thống sông Phan để giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo sản xuất nông nghiệp. Cử tri xã Tuân Chính đề nghị tỉnh nghiên cứu để có cơ chế hỗ trợ cây con giống, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Dương gồm bà Đỗ Thị Ngọc Hân, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Lê Bá Linh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vito Vĩnh Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tam Dương trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Dương, bà Đỗ Thị Ngọc Hân đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Dự kiến kỳ họp sẽ trình một số nghị quyết về chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nghị quyết về đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn huyện Yên Lạc, nghị quyết phê duyệt kinh phí hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế, tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và nhiều nghị quyết khác. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, tốc độ tăng trưởng của tỉnh ước cả năm tăng từ 2 đến 2,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt trên 31.200 tỷ đồng. Cử tri huyện Tam Dương bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước trong năm 2023. Đồng thời, nhất trí cao với dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường đã tiếp xúc với cử tri 12 xã thị trấn khu vực phía Bắc huyện Vĩnh Tường. Tại buổi tiếp xúc, cử tri 12 xã thị trấn phía Bắc huyện Vĩnh Tường đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, kết quả giám sát ý kiến cử tri huyện Vĩnh Tường, bày tỏ tin tưởng vào những thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2023. Cử tri huyện Vĩnh Tường kỳ vọng những thành quả này tiếp tục được phát huy trong năm tiếp theo. Cử tri thị trấn Thổ Tang kiến nghị Quốc hội khi nghiên cứu xây dựng luật cần khách quan, công tâm, có tầm nhìn và ứng dụng lâu dài trong đời sống, nhất là các luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, luật an toàn giao thông. Cử tri xã Nghĩa Hưng kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Vĩnh Tường quan tâm đến công tác cải tạo, xây dựng đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc xây dựng đường ống nước sạch và rãnh thoát nước trên địa bàn xã Nghĩa Hưng chưa thực sự khoa học, khiến tình trạng rò rỉ, mất nước sạch. Người dân một số thôn trong xã muốn được sử dụng nước sạch sinh hoạt nhưng chưa có nguồn nước cấp đến. Cử tri xã Đại Đồng mong muốn sớm được phê duyệt quy hoạch nghĩa trang nhân dân mới. Cầu cũ bắc qua kênh thủy lợi trên địa bàn xã đã xuống cấp trầm trọng. Mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi công để sớm đưa cầu mới vào sử dụng. Cử tri xã Vĩnh Sơn đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp làm rõ nguồn kinh phí cấp cho làm đường giao thông trong xã, giám sát chặt chẽ quy trình, thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tránh phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc cho nhân dân.
Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Sẵn lợi thế về vị trí địa lý, lại có phong cảnh thiên nhiên đa dạng, nhiều di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Song thời gian qua, ngành du lịch của Vĩnh Phúc vẫn chưa tận dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế vốn có đó. Điều này đang đặt ra cho du lịch Vĩnh Phúc hướng liên kết phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và giữa các tuyến, điểm du lịch ở mỗi địa phương có thế mạnh phát triển du lịch. Thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho Vĩnh Phúc nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn, cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng như khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên, khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tạo điều kiện để tỉnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa. Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, thời gian qua tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành hoạt động theo chuỗi sản phẩm ở trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh lân cận, nhất là những địa phương có ngành du lịch phát triển để xây dựng những tour du lịch nội địa hấp dẫn du khách. Tôi cảm thấy là nó rất là hay ở một cái điểm là trước kia thì khi mà Vĩnh Phúc tổ chức các chương trình khảo sát thì chỉ trong phạm vi của tỉnh thôi, thì nó chỉ là đón được khách đến một điểm hay là cái khu vực của Vĩnh Phúc, như để kéo dài cái thời gian cho khách đến với cái vùng của Vĩnh Phúc và Tuyên Quang, thì chúng tôi đã phối hợp và để tổ chức cái chương trình liên kết. Thì cái kết quả của nó thì sẽ sau khi khảo sát thì nó sẽ đem lại cái kết quả là khi mà khách đến với Vĩnh Phúc thì họ sẽ đi Tuyên Quang, và khi khách đến với Tuyên Quang thì họ sẽ qua Vĩnh Phúc. Vì thế mà chúng ta có thể là thu hút được cái nguồn khách đến Vĩnh Phúc nhiều hơn. Xu hướng phát triển du lịch hiện nay là liên kết vùng, liên kết các điểm đến với những địa phương trong khu vực lân cận, mở rộng kết nối với nhau. Các điểm đến du lịch có sản phẩm đặc thù ở gần nhau về mặt địa lý, bắt tay liên kết với nhau để cùng chia sẻ về thị trường, quảng bá, thông tin, xúc tiến du lịch. Liên kết có hiệu quả khi mỗi mắt xích trong liên kết có một thế mạnh, đặc sắc riêng. Vì vậy, không lý do gì trong phạm vi gần, mỗi tỉnh lại không xây dựng một thế mạnh riêng, để từ đó kết nối trở thành một chương trình du lịch liên tỉnh hấp dẫn. Thực tế hiện nay, nhu cầu đi du lịch với phương châm giảm thiểu chi phí và thời gian cho việc di chuyển đang là lựa chọn ưu tiên phù hợp với điều kiện kinh tế khó khăn chung như hiện nay. Việc cung cấp một tour du lịch liên tỉnh với đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ là cần thiết. Chương trình khảo sát liên kết du lịch Tuyên Quang Vĩnh Phúc có cái tác động rất là thuận lợi cho cái việc mà phát triển du lịch của tỉnh, bởi vì đối với Tuyên Quang thì và Vĩnh Phúc đều có những cái điểm chung, đó là có những cái danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp đặc biệt quốc gia. Đồng thời thì khi liên kết cái hoạt động du lịch thì giúp cho du khách có nhiều cái trải nghiệm cũng như nhiều sự lựa chọn các cái tour tuyến. Và thông qua cái chương trình liên kết thì chúng tôi đã xây dựng cái tour liên kết Tây Thiên Tam Đảo và khu di tích đặc biệt quốc gia Tân Trào, để giúp cho du khách có những cái trải nghiệm về thiên nhiên, về nguồn, và đồng thời cũng thưởng thức các cái nét văn hóa dân tộc của các đồng bào dân tộc của Tuyên Quang cũng như Vĩnh Phúc, để giúp cho du khách có nhiều cái sự lựa chọn trong các cái chuyến hành trình du lịch của mình. Cái bắt tay vì một tương lai du lịch Vĩnh Phúc Tuyên Quang phát triển đến thời điểm này là vô cùng cần thiết. Không phải là chủ trương nữa, mà đã thực thi bằng những kế hoạch và hành động cụ thể. Trong đó, việc liên kết tour, các điểm đến giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh sản phẩm OCOP, phát triển các tour du lịch ngoại tỉnh bước đầu hình thành. Chương trình khảo sát tour tuyến du lịch Vĩnh Phúc Tuyên Quang là hoạt động ý nghĩa để các đơn vị, các doanh nghiệp tìm hiểu rõ nét về văn hóa, con người, tiềm năng phát triển du lịch của cả hai tỉnh. Là cơ hội cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành trong nước gặp gỡ, trao đổi hợp tác, đầu tư, kết nối phát triển du lịch. Và cũng là cơ hội vàng để tỉnh Vĩnh Phúc quảng bá các sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến du lịch. Vĩnh Phúc Tuyên Quang liên kết để du lịch ngày càng phát triển và vươn xa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.